thầy cô tạo rất là nhiều áp lực. Sau này các bạn cấp 3 có bước lên đại học, đặc biệt là học Hoa Sen á, các bạn sẽ rất là thích những cái áp lực đó. Mình là sinh viên năm 2, khoa thiết kế và nghệ thuật, sinh viên năm 3. Cuối năm 3, ngành ngôn ngữ Anh. Sắp lên năm 4, vừa mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Ra trường được khoảng 1 năm rồi. Như là chi nhánh ở trung tâm, liên danh với lại các doanh nghiệp cũng khá nhiều, cho nên cơ hội tìm kiếm việc làm của sinh viên cũng khá ổn. Ở Việt Nam mình tìm đào tạo về truyền thông á, thì cũng không có nhiều trường, với cái chi phí nó thấp hơn thì có Hoa Sen. Trường đại học Hoa Sen là một trong những cái ngôi trường mà nói chung là nổi tiếng ở Sài Gòn, mà có thể tính là về cơ sở vật chất rất là ok. Trường khá là đẹp, mình bước vào thì rất là hiện đại. Đặc biệt là cái lầu 8 á, thì có một cái phòng hội trường khá là lớn, khá là đẹp, và cơ sở vật chất đây rất tuyệt vời. Khi mình bước vào thì cái văn hóa Hoa Sen là cái mà mình ấn tượng. Thấy các anh chị đi học rất là freestyle á, mình rất là thích cái này. Nói về chương trình học và cách học ở đại học Hoa Sen chỉ có hai từ thôi, là tự do, rất là tự do. Chương trình học ở tại Hoa Sen thì nó sẽ linh hoạt, do thầu khóa biểu mình tự sắp xếp, mình đăng ký môn học, cũng giống như là thời gian mà mình học ở đâu cho tiện với cái cơ sở cũng giống như là nhà của mình. Mình có thể chuyển ngành, chuyển đổi ngành lưu động rất là dễ dàng. Hoa Sen thì họ thiên hơn về những cái vấn đề đào tạo về những cái môn giáo dục khai phóng, ví dụ như giới, ví dụ như những cái môn về tư duy phản biện, những cái bộ môn về nghệ thuật nó nhiều hơn, thì đó sẽ làm bạn hòa nhập với những cái ngoài xã hội nó nhanh hơn, không còn có sự bỡ ngỡ ở đây, không còn có sự thiếu tự tin ở đây. Về cái môi trường á, thì mình tiếp xúc với tiếng Anh rất là nhiều. Khi vào trong đây thì cái chuẩn đầu ra thì bắt buộc là mình phải có IELTS, và tùy theo cái ngành mình học là IELTS nó từ khoảng 4.5 cho đến 6.5. Trường dạy cho mình rất là nhiều kỹ năng, như là kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình. Học ở Đại học Hoa Sen đã giúp mình tiếp thu được thêm những cái kỹ năng xã hội, chủ yếu là trong ứng xử thực tế. Với lại có nhiều cơ hội để đi thực tập hơn. Ở đây thực tập tới 2 lần lận. Ngành của mình thì đi thực tế rất là nhiều. Mình học kinh doanh quốc tế là đi cảng, đi kho. Mỗi năm thì trường Hoa Sen đều cung cấp cái gói học bổng trị giá khoảng 10 tỷ. Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp trường Hoa Sen thì khi những các bạn mà thất nghiệp á, thì sẽ được Hoa Sen tìm hỗ trợ việc trong khoảng thời gian gần nhất. Thầy cô của trường mình rất là dễ thương và thân thiện. Đa số là thầy cô của mình là có nhiều năm kinh nghiệm, mà cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng là bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cũng là đi học từ nước ngoài về dạy cho mình. Họ linh động, hiểu được cái tâm lý của sinh viên khá là tốt. Mình cảm thấy có rất là hứng thú đi học. Họ tiếp xúc với mình, họ nói chuyện trực tiếp với mình và bảo đảm mình là mình có hiểu bài hay không. Ở trường thì không có cái bục giảng, có nghĩa là trên cái quan điểm mình chia sẻ những cái thông tin. Người giảng viên họ chia sẻ thông tin với mình, và mình có những cái điều gì mình cũng chia sẻ với giảng viên. Thầy cô sẽ hướng dẫn và làm việc với nhân viên như một sinh viên, như một gia đình. Họ luôn mang cho mình cái tính năng động, hòa nhập rất là cao. Nên là sau ngoài những cái buổi học đó, các bạn có thể là: thầy ơi, cô ơi, tụi em có một cái này thắc mắc gì vậy đó. Thì sẽ cô khi mà không bận sẽ rất là sẵn lòng để mà đi các bạn một buổi cà phê hoặc buổi ăn nhẹ. Giống như là một cái đời sống gia đình trong một cái môi trường đại học vậy. Nó rất là hòa nhập và hài hòa với mọi thứ. Lúc đầu khi mình bước chân vô trường, mình cứ đặt nặng là mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, sách vở rồi kiến thức nền. Nhưng mà sau khi bước vào lớp học rồi, thầy cô tạo rất là nhiều bạn. Các em phải biết hòa nhập với cái này cái kia, nó rất là xã hội, mang tính xã hội, nó không cần về mặt lý thuyết nữa. Nên là cái áp lực đó, sau này các bạn cấp 3 có bước lên đại học, đặc biệt là học Hoa Sen, các bạn sẽ rất là thích những cái áp lực đó. Trẻ trung, năng động và rất là cá tính. Trường không phải là gói gọn mấy bạn phải mặc áo dài hay là một cái đồng phục nữa. Các bạn tự do. Ở đây mình được bận đồ thoải mái, được bận theo yêu thích của mình, sở thích của mình, theo những cái nghề nghiệp mà mình hướng trong tương lai. Các bạn rất là thoải mái, tự tin đó. Tất cả mọi người vào đây đều không bị để hay là xăm soi tất cả gì hết. Các bạn rất là giỏi, thân thiện, có cái những bạn đạt giải rất là cao trong các cuộc thi quốc tế. Tại cái môi trường này giúp cho các bạn có thể gọi là năng động, sáng tạo, cũng như là thuyết trình tự tin trước đám đông. Đấy, thì cái môi trường như vậy nó chẳng khác gì là em đi du học ở nước ngoài. Thì cái môi trường đó sau này khi các bạn học, các bạn bước ra ngoài, nó tạo cho bạn cách sống rất là xã hội, hòa nhập với cộng đồng nhiều hơn. Hoa Sen đặc biệt một điểm là có rất nhiều hoạt động để giúp các bạn sinh viên hòa lại một. Trong sinh hoạt trong cái môi trường giống như là nó năng động hay cái kiểu nước ngoài như vậy á, thì khi mà mình ra ngoài, mình có thể là mình giao tiếp cách rất là mạnh dạn, mình sẽ khác biệt hết hoàn toàn. Bản thân của chị thay đổi rất là nhiều, từ một người rất là ít nói, từ một người rất là khép nép. Từ khi mà từ vào Hoa Sen thì chị biết được cái là mình thay đổi rất là nhiều, là mình có thể ngoại giao rất là tốt, cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì mình hoạt ngôn nhiều hơn, và công việc cũng như là những cái bài học mà chị đã từng học ở Hoa Sen thì nó rất là có lợi và cũng như là có ích, cũng như là cho chị những cái trải nghiệm rất là tốt. Sau khi học 4 năm xong, mình cảm thấy là bản thân mình tự tin giao tiếp với người khác hơn. Cái vốn kiến thức của mình am hiểu nó rộng hơn, mình hiểu được cách nhìn người và cái lối kiến thức rất là phong phú. Mà...
thì cái môi trường đại học nó cũng sẽ rất khác ở cấp 3. Đừng nghĩ là học sẽ dễ dàng. Các bạn phải cố gắng để theo đuổi nó, dù biết là sẽ có những cái chông gai sắp tới sẽ xảy ra, nhưng đừng bỏ cuộc vì đó là môi trường sinh viên. Đừng hối tiếc về bất cứ gì mình lựa chọn cả, một khi mà đã chọn rồi cứ cố gắng học tập và ngày càng mở rộng phát triển thôi. Mình tin là Hoa Sen sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.